Xin chào 90 triệu anh em đã quay trở lại với channel Hỏi Gen IT. Mình là Eric. Trong video lần trước mình đã giúp các bạn chúng ta đã có thể sử dụng một cái hook của thằng Rounder, đấy chính là UseStory, để chúng ta có thể quay lại của cái trang trước đấy của chúng ta. Thì hôm nay trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể làm cái trang detail blog này dựa vào một cái hook chúng ta đã viết từ hôm trước nha. Thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi video của mình, các bạn có thể biết rằng channel của mình là Hỏi Gen IT. Thì trên channel của mình có tạo một cái playlist, đấy chính là Reaction 2 với hook. Thì những video mới mình sẽ cập nhật vào bên trong cái playlist này, cũng như rằng là mình đã đánh số thứ tự từ thăng 0 cho đến thăng N. Thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi khóa học này nha. Thì bài học hôm nay của chúng ta đấy chính là bài học thứ 25, chúng ta có thể tái sử dụng lại cái custom hook. Chính xác ra thì cái gọi là cái tên đề mục của bài học này thì chúng ta đã làm hôm trước rồi. Khi mà các bạn gọi là các bạn làm cái trang detail blog của chúng ta, tức rằng là khi chúng ta học về cái thằng router param ấy, thì mình đã giúp các bạn làm luôn rồi đấy. Tuy nhiên rằng hôm nay thì mình gọi là tranh thủ khi chúng ta gọi là chúng ta làm cái trang detail này thì mình đặt một cái tên cho nó khác thôi nha các bạn nha. Thì ở đây thì để làm được cái của chúng ta thì trước tiên thì mình sẽ cần phải quay lại với cái trang detail của chúng ta. Các bạn có thể thấy rằng là trước khi mà để làm được cái trang detail ấy, các bạn thấy rằng là cái ID của chúng ta đã lấy được rồi đúng không các bạn? Cái blog ID ấy. Thì các bạn thấy rằng là đây này, chúng ta lấy được cái ID của cái blog trên cái này rồi. Thì hôm trước dựa vào cái trang mà chúng ta đang lấy được các bạn này, thì hôm trước rằng là chúng ta đang lấy một cái, lấy tất cả resources của chúng ta, tức rằng là chúng ta lấy tất cả các bài post ấy, thì chúng ta dùng cái đường link như thế này đúng không các bạn? Thì để lấy một cái bài post cụ thể đấy, tức rằng là thông tin của một bài post cụ thể, thì các bạn sẽ dùng gọi là chúng ta sẽ truyền thêm cái ID vào phía sau thôi nha các bạn nha. Thì mình sẽ copy cái đường link này, mình sẽ copy đường link này thì các bạn mình copy nha. Và đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ import cái gọi là mình sẽ import UseFest của chúng ta nha. Mình sẽ import cái của chúng ta đấy chính là UseFest này các bạn. Đây của chúng ta sẽ là, ở đây thì của chúng ta là gì nhỉ, mình sẽ cần mình xem của chúng ta, ví dụ như trong cái file chúng ta, trong cái file COVID là chúng ta use fast mà tại sao nó không gợi ý nhỉ? Mình đã import rồi thì nó không gợi ý thì thôi, thì mình sẽ đi tìm. Rồi chúng ta sẽ tại sao mà chúng ta trong thư mục này chúng ta sẽ cần phải back ra hai cái xem nào, của chúng ta sẽ là customize và chúng ta sẽ là fast. Như vậy rằng là mình đã import thành công cái use fast của chúng ta rồi nha. Thì ở đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ paste tạo cái đường link URL của chúng ta ở đây. Mình sẽ sang bên này để mình copy cho nhanh các bạn nha. Mình sẽ copy đây, mình sẽ copy lại cái đống sheet của chúng ta hôm trước này, mình sẽ copy lại cái của chúng ta nha. Và mình sẽ paste ở đây nha các bạn. Ở đây của chúng ta rằng là mình sẽ có đặt một cái tên là data detail, data block detail nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ đặt một cái tên của chúng ta data block detail. Đấy. Rồi, đồng thời thì mình sẽ thay cái đường link này vào nha các bạn, mình sẽ cắt nha. Mình sẽ xóa cái use fast ở đây đi. Các bạn thấy rằng là cái tham số đầu tiên của chúng ta ấy, cái tham số đây này, mình sẽ thay vào đây nha. Mình sẽ paste vào đây. Các bạn thấy rằng là cái tham số thứ hai trong cái use fast của chúng ta ấy, thì mình sẽ mở cái use fast của chúng ta nha. Các bạn thấy rằng tham số này để chỉ ra rằng là chúng ta có sử dụng cái đây này, cái tham số thứ hai của chúng ta rằng là có phải là data của thằng COVID không. Nếu là phải thì chúng ta cần format lại cục data. Thì ở đây thì mình sẽ chuyển là false nha các bạn, bởi vì rằng là chúng ta không muốn gọi là chúng ta nhận data như thế nào thì chúng ta lấy data như vậy, chúng ta không muốn format lại data thì mình sẽ để như thế này nha. Ở đây thì các bạn đầu tiên thì các bạn sẽ chuyển cái dấu này thành dấu backtick cho mình nha các bạn nha. Đây này, chúng ta sẽ chuyển thành dấu backtick nha. Và đây thì các bạn sẽ, ở đây thì các bạn sẽ chuyển động cái tham số ID của chúng ta nha. Đây, mình sẽ chuyển động cái tham số ID ở trên này nha các bạn. Đây này. Đấy, mình sẽ chuyển động tham số ID như thế này nha. Thì như vậy rằng là mình đã lấy được cục data. Đấy, các bạn thấy rằng là chúng ta đã có mọi thứ rồi nha. Thì ở đây thì thay vì cái chữ gọi là cái chữ đông sheet như thế này thì mình sẽ đặt một cái div nha các bạn. Mình sẽ đặt một cái div nha. Đấy. Và mình sẽ cho nó một class name. Mình sẽ cho class name bằng một cái là block detail cho các bạn. Đây, detail. Đấy, detail. Alright. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu gọi là chúng ta sẽ dùng cái gọi là cái biến của chúng ta đây chính là data block đúng không các bạn? Đây. Mình sẽ data block này, mình sẽ dùng dấu đóng mộc ngoặc nha các bạn. Mình sẽ cần phải check xem là và này, cái điều kiện của nó là chấm len đúng không các bạn? Lớn hơn không nha. Và nha các bạn. Ở đây thì chúng ta ở đây, các bạn thấy rằng là cái resource của chúng ta, output của chúng ta chính là một cái array các bạn này. Thì trước khi code cái đống sheet này nha các bạn, mình sẽ comment nó lại nha. Mình sẽ console.log nha các bạn. Chúng ta sẽ cần phải xem là console.log này. Ở đây thì không biết tại sao mà nó ra cái mẹ gì đây. Ở đây. Cái này tự dưng nó lại ra những cái clone element các kiểu con là điệu này. Rồi. Ở đây thì mình đơn giản rằng là mình console.log ra xem là cái data response của chúng ta là gì nha các bạn nha. Check data detail này. Mình sẽ là check data data detail. Rồi. Còn chúng ta sẽ là mình sẽ in ra cả data detail block nha các bạn. Đây, đấy. Mình nhấn Ctrl S rồi nha. Cái project của mình nó đã compile lại rồi. Thì mình sẽ quay lại nha các bạn, mình sẽ quay lại đây, mình sẽ F12 lên các bạn này. Đây.
Quay sẽ xem cho mình nhé. Đây này, mình sẽ in ra rằng là cái detail của chúng ta làm một cái object nha các bạn. Thì bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải import cái gọi là chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ cần phải check xem là cái thằng object này có rỗng hay không không các bạn. Tức rằng là type của nó là một object, cũng như rằng là chúng ta sẽ cần phải check thằng này có rỗng hay không này, thì như vậy nó mới đủ gọi là đủ chặt chẽ. Tuy nhiên rằng ấy, ở đây thì mình sẽ không check nó rỗng hay không nha, mình sẽ vào luôn nha. Ở đây này, mình sẽ không làm check luôn. Tuy nhiên rằng sau này các bạn đi làm các bạn sẽ cần phải check thôi. Ở đây mình sẽ vào cho các bạn đây. Mình để cho nhanh thì mình sẽ không check nhá. Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái div nha các bạn, mình sẽ bọc nó một cái fragment này, một cái fragment để cho mình code cho nó thoải mái nha, một cái fragment nha. Đấy, mình sẽ có một cái fragment rồi. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho có một cái div, thì tương tự thì mình sẽ đặt một cái class name nha các bạn, một cái class name chính là title luôn. Đấy, mình sẽ đặt một cái là title. Tương tự bên này mình sẽ cho nó một cái div nữa, mình sẽ đặt cho nó một cái class name chính bằng content nha các bạn, để mình tái sử dụng lại những cái bên kia thôi. Rồi thì ở đây các bạn thấy rằng là cái data của chúng ta vẫn có phần body và phần title đúng không các bạn, thì mình sẽ cho nó một cái data của nó ở đây chính bằng cái detail block này. Đấy, chúng ta sẽ là chấm nhé, chấm của chúng ta sẽ chấm là chấm title nha các bạn. Đây, title. Rồi tương tự thằng này thì mình sẽ chấm body nha các bạn, xem là bây giờ chúng ta sẽ có cái gì nhé. Đấy, rồi mình nhấn Ctrl S nha. Thì như vậy rằng là project của mình nó đã dịch lại rồi này. Bây giờ mình quay lại, các bạn thấy rằng là nó khá chìa xấu đúng không các bạn. Chúng ta có phần body và phần title, mình nhìn mình cũng không phân biệt được. Thì ở đây thì tại sao mà nó không tự động xuống dòng cho chúng ta nhỉ? À, mình biết tại sao mà nó không tự động xuống dòng rồi, bởi vì rằng nó đang bị ăn theo cái thằng đây, mình sẽ cho nó một cái là display flag này. Đấy, flag direction, mình sẽ là column. Thì tại sao nhỉ? Chúng ta có một cái tiêu đề đâu nhỉ? Cái tiêu đề của chúng ta cái post này của chúng ta không có tiêu đề à? Ở đây thì mình sẽ xem lại cái network của chúng ta nha các bạn. Đây này, cái thứ hai của chúng ta ES. Tại sao mà cái tiêu đề của chúng ta nó chạy đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ là mình có sai cái từ title à? Từ title của mình. Mình có sai nha các bạn. Đây này, từ title của mình có sai syntax nha. Rồi, thì bây giờ mình quay lại đây các bạn này. Đây thì nó ra như thế này nhá, thì nhìn nó khá chìa xấu đúng không. Thì ở đây thì mình sẽ cho nó một vài cái CSS nhé, block detail của chúng ta. Mình sẽ cho nó một cái là mình sẽ cho nó một cái border, một pixel solid đi, solid gray tương tự như bên kia. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó một cái padding cho nó gọi là nó cách ra một chút này, padding khoảng 10 pixel đi cho nó to ra một chút. Đấy, mình sẽ cho nó một cái border radius của chúng ta tương tự bên kia, 3 pixel cho nó tròn tròn một chút. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó một cái motion top và bottom. Top và bottom mình sẽ cho thôi, mà motion mình sẽ cho 10 pixel rồi. Đấy, như vậy thì nhìn nó vào giữa nhé. Đồng thời thì mình cho nó một cái min 2 cho nó cao ra này, 100 pixel rồi. Đấy, như vậy thì nhìn cho nó đẹp nha các bạn. Đây, mình sẽ copy cái này, mình sẽ Ctrl C copy rồi đấy. Rồi, các bạn thấy rằng như vậy thì nhìn nó khá hơn đúng không? Thì bây giờ thì mình sẽ định nghĩa những cái class này các bạn này. Thì mình sẽ sang cái file chúng ta sẽ cần phải import này, mình sẽ import nha các bạn. Mình sẽ import cái gọi là mình cách ra một cái này, mình sẽ import cái gọi là block.scss nha. Mình import như thế này rồi. Thì mình sẽ vào bên trong cái block.scss của chúng ta nha. Thì mình sẽ định nghĩa cái class của chúng ta, mình sẽ paste cái đống code mà mình vừa copy này. Wait, what the hell? Tại sao mà nó copy mà nhìn nó xấu thế nhỉ? Mình sẽ copy cái block detail nha các bạn, mình sẽ copy tên class nha. Mình sẽ copy để lên phía trên này. Đấy, và mình sẽ cần phải paste lại nha. Ở đây thì mình sẽ cần phải cắt lại cái đống sheet này của chúng ta, mình sẽ cắt lại cái đống sheet này của chúng ta nhé. Mình sẽ paste vào bên trong đấy. Thì tại sao mà mình không hiểu tại sao mà nó tự động xuống dòng đấy các bạn này, thì nó hơi thốn nha. Chúng ta sẽ cần phải chấm phẩy, rồi chúng ta sẽ là padding tại sao mà cái đống sheet này nó tự động xuống dòng. Đấy, 10 pixel nha. Tương tự bên này thì mình sẽ giữ phím Alt và mình click thôi nha các bạn. Mình giữ phím Alt này, mình sẽ click như cái này. Đấy, mình sẽ xóa nhé. Đấy, như vậy là xong nha các bạn nha. Rồi mình nhấn Ctrl S thì nó sẽ format lại. Thì như vậy sang bên này mình sẽ nhấn Ctrl S luôn nha. Rồi, như vậy thì khi mình quay lại thì code của chúng ta gọi là batch của chúng ta nó có đang cần phải fetch data này. Đấy, các bạn thấy rằng là nó có rồi nha. Tuy nhiên rằng là cái class của chúng ta nó chưa ăn các bạn này. Tại sao chúng ta lại bị mất class nha? Class của chúng ta là block detail, chúng ta đã import rồi, chúng ta đã import thành công thằng này. Block detail của chúng ta như thế này, border 1 pixel. Ở đây thì mình có một dấu như thế này, nó bị sai, chẳng lẽ là nó dịch bị lỗi cái đống sheet này. Đấy, thì như vậy là nó ok nha. Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái class content nha các bạn, content. Mình sẽ cho nó class content của chúng ta, mình sẽ cho nó một cái là padding top nha. Padding top khoảng 10 pixel. Đấy, rồi.
nhìn cho nó cách ra một chút. Ở đây tại sao mà nó không cách ra nhỉ? Thì mình sẽ cần phải refresh xem nào. Cái content của chúng ta là cái này mà, chẳng lẽ là mình định nghĩa sai. Class của chúng ta chính là content. Class content của chúng ta bên đây content, content mình thiếu một chữ T nha các bạn, content. Rồi, đấy, nó cách ra một chút nha các bạn. Thì mình chỉ làm đơn giản như thế này thôi nha. Mình sẽ back này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cần phải mình sẽ thêm cho nó một cái ID đầu tiên cho các bạn để cho nó phân biệt nha. Chúng ta sẽ có một cái gọi là title này. Mình sẽ title của nó thì mình sẽ cho nó một cái là block ID, một cái chữ nha các bạn, block ID. ID 2 chấm nha. 2 chấm thì mình sẽ in ra cái ID của chúng ta. Đấy. Rồi, mình sẽ gạch gạch như thế này nha các bạn. Đấy, để cho chúng ta biết rằng là chúng ta đang vào một cái block nào nha. Mình sẽ quay lại nha các bạn, mình sẽ vào cái block, ví dụ mình vào cái ở đây đi, cái này chữ 368 thì mình sẽ vào đây nha các bạn. Đây, block ID là 8 nha các bạn. Thì các bạn sẽ cần chờ một xíu để cho nó loading data nha. Thì ở đây thì để hiện cái chữ loading ấy, chúng ta có một cái trạng thái là is loading đúng không các bạn? Thì mình sẽ copy cái này nha, mình sẽ copy cái này. Thì ở bên cạnh cái này các bạn này, mình sẽ cho nó một cái điều kiện nha. Mình sẽ cho nó một cái điều kiện này. Các bạn thấy rằng là khi mà mặc định ấy, cái biến gọi là data block detail của chúng ta, các bạn biết tại sao mà nó ra cái chữ block ID không? Bởi vì rằng là khi chúng ta mà chưa có data ấy, thì mặc định cái thằng data block detail của chúng ta nó là một cái mảng rỗng. Thì đối với thằng JavaScript ấy, các bạn để ý cho mình nhé, mình sẽ console.log cái này cho các bạn xem này. Console.log nhé, console.log đây này. Chúng ta có một cái là ví dụ các bạn in cái, các bạn có thể in cái biến data này ra, thì các bạn thấy rằng giá trị init của nó là một mảng rỗng đúng không? Thì khi nó là một mảng rỗng thì nó đã được init giá trị rồi, thì nó vẫn chạy vào bên trong cái này này. Thì khi nó vẫn chạy vào bên trong cái này thì mình sẽ cho nó một cái điều kiện đấy nhá. Mình sẽ cho nó một cái điều kiện này. Mình sẽ cho nó một cái điều kiện, mình sẽ check cái biến này của chúng ta, mình sẽ check này. Đấy. Nếu mà biến của chúng ta bằng bằng nhá. Bằng bằng true nếu mà đang là loading nha các bạn thì mình sẽ chấm hỏi nhé. Chấm hỏi nếu là đang là loading thì mình sẽ in ra một cái chữ là loading data. Đấy, mình chấm chấm. Còn nếu không, nếu mà không loading data nữa, nếu bằng false đấy, thì mình sẽ in ra cái gọi là giá trị của chúng ta ở đây nha. Chính là data block đây này, chấm title nha. Mình sẽ gọi là cắt cái đống sheet của chúng ta, mình sẽ cắt nha. Chúng ta sẽ như thế này. Chúng ta sẽ không cần phải cái dấu đóng ngoặc ở đây nữa nha các bạn. Nó sẽ hiểu cái biến này của các bạn này. Đấy, như thế này nha, mình nhấn Ctrl S nha. Đấy. Bây giờ thì code của mình nó đã compile lại. Bây giờ các bạn sẽ thấy nha, mình sẽ back lại nha. Mình back nha, loading data cái gọi là ở ngoài thôi. Thì nó sẽ cần phải load lại đống block của chúng ta, mình sẽ vào cái ở đây xem này. Đấy, các bạn thấy rằng là loading data được chưa? Nó sẽ như thế này. Load xong thì nó sẽ tự mất thôi. Thì chúng ta sẽ làm đơn giản như thế này nha. Thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta gọi là đó có thể tái sử dụng được cái gọi là cái data của chúng ta. Cụ thể ở đây thì mình đã giúp các bạn chúng ta đã tái sử dụng lại cái gọi là cái thằng fetch của chúng ta này. Đây chính là một cái code của bạn. Các bạn thấy rằng là chúng ta chỉ viết một lần và chúng ta sử dụng ở nhiều nơi nha. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có đề gì vướng mắc cũng như rằng là các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại chứ comment bên dưới video cho mình biết, hoặc các bạn có thể ra group Facebook. Thì mình có tạo ra một cái group Facebook với hy vọng các bạn, những người có cùng tư tưởng, những người có cùng chí hướng thì chúng ta có một nơi để giao lưu học hỏi. Thì link đến source code video này, link đến mọi thứ cần thiết các bạn có thể tìm thấy tại phần miêu tả của video cũng như là tại cái comment đầu tiên nha. Thì đây thì chúng ta đã làm đến cái video thứ 25 rồi. Thì mình sẽ cần phải để code của cái video này lên GitHub nha. Thì mình sẽ là git add nha. Chúng ta sẽ là git add này. Rồi. Git add git commit video 25 reduce. Chúng ta sẽ là reduce hook nha các bạn. Đây. Đấy. Rồi. Reduce git push. Chúng ta sẽ là git push original dev. Thì như vậy rằng là mình đã để code lên GitHub rồi nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.